Tướng số tử vi xin chào các bạn. Ở video lần trước, chúng tôi đã chia sẻ về những con giáp không được gặp may mắn trong tháng 8 năm 2017. Hôm nay, tướng số tử vi sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn về xem bói nốt ruồi ở ngực đàn ông mang ý nghĩa gì. Trên cơ thể người đàn ông có rất nhiều nốt ruồi ở các vị trí khác nhau, mỗi vị trí lại có một ý nghĩa nhất định và khác so với phụ nữ. Đặc biệt là nốt ruồi ở ngực đàn ông có những ý nghĩa mà theo nhân tướng học nhận định tương đối chuẩn xác. 1. Nốt ruồi ở ngực đàn ông có ý nghĩa gì? Để xác định nốt ruồi ở ngực đàn ông có ý nghĩa gì thì bạn cần xác định được vị trí của nốt ruồi đó. Bởi tên vùng ngực là rộng, nốt ruồi có thể mọc ở các vị trí khác nhau và ý nghĩa của nó cũng trở nên khác nhau. Nhân tướng học đã nghiên cứu và rút ra 3 vị trí nốt ruồi ở ngực nam giới với những ý nghĩa tương ứng như sau. Nốt ruồi ở ngực trái hoặc gần ngực. Đây là nốt ruồi có tên gọi trung sơn. Người sở hữu nốt ruồi này thường là người có nhiều con cái, tuy nhiên lại hay sầu muộn về chuyện vợ chồng nên cuộc sống lấy con cái làm niềm vui, hạnh phúc không được trọn vẹn. Nốt ruồi ở giữa ngực. Nốt ruồi ở ngực đàn ông này có tên gọi là sát thê. Như tên gọi của nó đã chỉ nên ý nghĩa, người có nốt ruồi này có tướng hại vợ, sát vợ và không tốt. Nốt ruồi trên ngực phải. Đây là nốt ruồi có tên là trung hòa. Nốt ruồi ở ngực nam vị trí này nói lên người đàn ông thường đủ ăn, đủ tiêu, không đến nỗi giàu có. Trên là các ý nghĩa của các vị trí nốt ruồi ở ngực đàn ông. Các bạn hãy cùng so sánh và đối chiếu nhé. 2. Ý nghĩa của nốt ruồi ở các vị trí khác của đàn ông. Ngoài các ý nghĩa nốt ruồi ở ngực đàn ông thì nốt ruồi còn có ý nghĩa khác nhau khi ở các vị trí khác trên cơ thể của người đàn ông như sau. Nốt ruồi ở trán. Người có số hưởng phước lộc, giàu sang, gặp vận hạn vẫn vượt qua. Nốt ruồi ở đuôi mắt trái là người đa sầu, đa cảm, để lộ rõ tình cảm ra bên ngoài. Nốt ruồi ở đuôi mắt phải là người hay mặc cảm về số phận, khóc mướn, thương vay. Nốt ruồi ở dưới miệng bên trái là người có duyên thầm, giàu tình cảm. Nốt ruồi nằm ở bả vai bên trái và bên phải là người suốt đời chỉ đi làm thuê, bần tiện, keo kiệt. Nốt ruồi ngang cánh mũi về bên trái là người dễ gặp tai nạn và có thể bất đắc kỳ tử. Nốt ruồi ngang môi bên trái là người khác với vợ nhưng lại dễ tin người. Nốt ruồi ở trên bắp tay trái là người thường quá vợ sớm hoặc gặp trắc trở trong đường tình duyên, đau khổ, không nguôi về tình yêu. Nốt ruồi nằm trên cổ tay trái là người có nhiều tham vọng, đua đòi theo cao sang, quyền quý. Nốt ruồi ở bàn tay trái là người lãng mạn trong tình yêu nhưng lại bạc tình. Nốt ruồi ở dưới họng trách về bên trái là người dễ thay đổi, thường chia ly với vợ chồng. Nốt ruồi ở bên cạnh sườn bên trái là người hay nịnh nọt, a dua, đời sống tình cảm thầm kín. Nốt ruồi ở thắt lưng bên trái là người hiền lành, tôn trọng tình cảm của bản thân. Nốt ruồi giữa rốn là người cực nhọc về thể xác, bảo thủ, đố kỵ với những kẻ hơn mình. Nốt ruồi ở phần xương chậu ở bên trái là người hay ghen tuông, lãng mạn nhưng dâm đãng. Nốt ruồi ở đùi bên trái là người thích tranh cãi, đấu lý nhưng lại rất can đảm. Nốt ruồi ở bộ phận sinh dục là người ham mê thú vui về thể xác. Nốt ruồi nằm trên đầu gối bên trái là người hay gặp tai nạn bất ngờ. Nốt ruồi ở cổ chân bên trái là kiểu người thích phiêu lưu mạo hiểm, đi du lịch. Người xưa có câu, đức năng thắng số. Tướng số tử vi tin rằng dù có những nốt ruồi ở vị trí chưa hẳn tốt đẹp, nhưng bằng sự cần cù chịu khó tích đức của mình, bạn sẽ tự định cho mình số phận tốt đẹp. Ở video tiếp theo, tướng số tử vi sẽ chia sẻ về tử vi năm 2018 của người mang tuổi Thìn. Bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất, đặc sắc nhất từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!